Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã đến với kênh NTĐ Công nghệ. Trên màn hình của các bạn đang có thể thấy là màn hình máy tính của tôi thì đang có một cái ô webcam. Thì cái hình ảnh này đã được lấy từ chính cái chiếc điện thoại của tôi nhé. Thì đây các bạn có thể thấy đây là một cái máy tính để bàn và tôi không hề có webcam. Tuy nhiên thì cái camera điện thoại của tôi đã chuyển thành cái camera trên máy tính để bàn. Đối với cái việc mà các bạn có thể chuyển được cái camera trên điện thoại thành cái webcam để có thể sử dụng được ở trên máy tính ấy, thì nó có một số cái lợi ích trong quá trình các bạn sử dụng máy tính. Ví dụ như các cái việc học hành online các bạn không có webcam, các bạn chỉ có máy tính thôi, và cái máy tính cây như các bạn thì nó lại không có cái webcam. Thì đây chính là cái cách để các bạn có thể sử dụng cái điện thoại của các bạn có thể trở thành cái camera nhé, thành cái webcam để các bạn có thể phục vụ các công việc học tập cũng như là cái vấn đề gì đó mà các bạn đang muốn sử dụng một cái webcam trên cái máy tính mà các bạn đang không có. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chi tiết để các bạn có thể kết nối và cài đặt được cái việc sử dụng camera điện thoại trên máy tính để bàn nhé. Và như đây thì các bạn có thể thấy là tôi đang sử dụng cái phần mềm Google Meet, thì toàn bộ cái webcam, cái camera của điện thoại của tôi đã được sử dụng vào cái phần mềm Google Meet trên máy tính. Đó thì rất là đơn giản và nhanh chóng là các bạn có thể biến điện thoại của mình thành cái webcam để có thể sử dụng ở trên máy tính được nhé. Vậy thì chi tiết cách có thể cài đặt, kết nối, sử dụng cái camera điện thoại để trở thành cái webcam trên máy tính như thế nào thì xin mời các bạn hãy theo dõi chi tiết phần video của tôi nhé. Đầu tiên thì để có thể sử dụng được thì cả trên điện thoại Android và điện thoại iOS thì các bạn hãy tải về cho mình cái phần mềm này nhé. Các bạn hãy truy cập vào CH Play đối với điện thoại Android và truy cập vào App Store đối với điện thoại iOS. Các bạn hãy tải về cho mình và cài đặt cho mình cái phần mềm. Cái phần mềm này nó sẽ có tên là DroidCam. Thì đối với cái phần mềm DroidCam này, nó đã có mặt ở trên CH Play và App Store thì các bạn rất là đơn giản, các bạn sẽ tiến hành cài đặt cái phần mềm này về, các bạn nhấn vào đây. Thì hiện tại cái ứng dụng này mình đã đăng cài rồi. Cái ứng dụng DroidCam này sẽ cho phép các bạn kết nối cái camera điện thoại của bạn, nó sẽ biến cái camera điện thoại của bạn trở thành một cái webcam trên máy tính nhé. Tiếp theo tương tự như vậy trên máy tính thì các bạn cũng sẽ phải tải về một cái phần mềm, đó là phần mềm DroidCam dành cho phiên bản PC nhé. Thì các bạn hãy truy cập vào Google, sau đó thì các bạn hãy gõ vào cái chữ DroidCam và tiếp theo thì các bạn sẽ kéo xuống cái phần là DroidCam.Softonic.vn. Các bạn có thể nhấn vào phần tải về. Thì lúc này các bạn nhìn thấy cái phần chữ tải xuống miễn phí dành cho phiên bản PC thì các bạn chỉ việc kích vào đây để các bạn có thể tải cái ứng dụng DroidCam này về trong máy tính của các bạn nhé. Sau khi ứng dụng đã tải về, các bạn nhìn thấy nó ở phía dưới cái phần thanh công cụ của trình duyệt của các bạn chỉ việc kích vào đây để các bạn có thể cài đặt cái ứng dụng này lên. Thì cái việc cài đặt ứng dụng này rất là đơn giản thôi. Tuy nhiên đây thì mình đã cài đặt ứng dụng rồi. Còn nếu như bạn nào chưa cài đặt thì các bạn có thể kích vào đây để cài đặt ứng dụng nhé. Bây giờ để có thể tiến hành kết nối giữa điện thoại và máy tính thì các bạn sẽ mở phần mềm DroidCam ở trên cả máy tính và trên thiết bị của các bạn nhé. Các bạn sẽ mở phần mềm này lên. Thì để có thể kết nối được cái điện thoại với cái máy tính thì nó sẽ có hai cách. Một cách là đầu tiên các bạn có thể sử dụng mạng không dây thì các bạn không cần cáp kết nối. Còn trường hợp thứ hai các bạn sẽ phải sử dụng đến cáp kết nối để có thể kết nối. Thì mình khuyên dùng các bạn sử dụng đến cái phương pháp đó là sử dụng kết nối không dây này nhé. Thì để có thể sử dụng kết nối không dây thì nó có một yêu cầu bắt buộc, đó là cái máy tính của các bạn đang cắm vào một cái modem và cái modem đấy nó sẽ phát wifi và cái điện thoại của bạn đang bắt cái wifi ở từ cái modem đó. Các bạn có thể hiểu chung như thế này, có nghĩa là cả cái máy tính và cái điện thoại của các bạn phải đang sử dụng chung một mạng. Đó, thì điện thoại sẽ kết nối với mạng không dây, còn máy tính thì có thể cắm dây không cần có wifi cũng được, nhưng mà phải cắm cùng một mạng. Thì lúc này các bạn sẽ tiến hành nhìn ở trên cái phần mềm DroidCam ở trên điện thoại nhé. Các bạn sẽ nhìn thấy cái địa chỉ wifi IP 192.168.1.14 đây, nó chính là cái vùng này. Và tiếp theo các bạn sẽ nhìn thấy cái DroidCam port, đó chính là cái cổng kết nối thì nó là 4747. Đó thì lúc này các bạn sẽ tiến hành ở trên cái phần mềm DroidCam ở trên máy tính của các bạn nhé. Nếu như trường hợp ở đây cái địa chỉ này nó đang không phải là 14 mà nó là một số khác thì các bạn hãy sửa cái địa chỉ device IP này, các bạn sẽ sửa thành là đúng với cái địa chỉ ở trên cái điện thoại của các bạn nhé. Lúc này các bạn sẽ sửa nó giống nhau. Và cái phần DroidCam port ở trên cái phần mềm trên máy tính ấy, thì các bạn cũng sẽ phải sửa giống với cái địa chỉ ở trên điện thoại của các bạn. Lúc này các bạn sẽ tích chọn vào video và audio, thì khi kết nối thì các bạn sẽ có cả audio và cả video nhé. Đó thì nó sẽ có thể giúp các bạn có cả âm thanh luôn. Thì các bạn chỉ việc nhấn vào Start này. Thì ngay lập tức các bạn có thể thấy được rằng là cái camera của bạn đã được kết nối lên máy tính. Đó thì lúc này cái camera của bạn đã được chuyển thành cái DroidCam, nó sẽ chuyển vào trong cái phần mềm DroidCam này. Thì toàn bộ cái thao tác ở trên cái camera này nhé, nó sẽ được chuyển vào cái máy tính của các bạn. Và để có thể ngắt kết nối giữa cái phần mềm DroidCam trên máy tính với điện thoại thì các bạn chỉ việc kích vào stop này nhé, là các bạn sẽ dừng kết nối được hai cái phần mềm này với nhau và điện thoại sẽ trở về trạng thái bình thường. Còn trường hợp tiếp theo, nếu như trường hợp các bạn đang không sử dụng cùng một cái mạng wifi thì các bạn hoàn toàn có thể kết nối qua một sợi cáp nhé. Các bạn sẽ truy cập vào phần mềm DroidCam ở trên cái máy tính của các bạn kích vào cái phần DroidCam này. Sau đó thì các bạn sẽ kích vào phần Start. Trong mục Start này các bạn sẽ nhìn thấy mục Connect nó hiện lên, thì các bạn không chọn là cái wifi này nữa. Lúc này các bạn sẽ chuyển sang chọn là cáp USB đó. Thì lúc này các bạn sẽ dùng một cái sợi cáp để có thể kết nối cái điện thoại của bạn với cái máy tính nhá. Thì các bạn có thể hoàn toàn có thể sử dụng cái cáp mà các bạn thường xuyên để dùng để sạc điện thoại ấy. Lúc này các bạn sẽ cắm cái đó. Lúc này các bạn sẽ cắm cái cáp USB đó vào một đầu vào máy tính và một đầu vào điện thoại. Sau đó thì các bạn sẽ tiến hành kết nối. Khi các bạn thực hiện cắm cáp xong thì các bạn sẽ chú ý, thì các bạn sẽ nhấn vào cái phần biểu tượng để loát này ở trên cái DroidCam trên máy tính, các bạn sẽ kích vào đây. Thì ngay lập tức máy tính nó sẽ quét được cái thiết bị của bạn. Đây chính là cái thiết bị của bạn. Thì lúc này các bạn để ý cái DroidCam port thì các bạn cũng phải để ý xem cái DroidCam port này của bạn có đúng hay không. 4747 ở trên màn hình điện thoại các bạn cũng thấy. Thì lúc này các bạn sẽ kích vào Start. Thì ngay lập tức các bạn cũng sẽ có thể kết nối được cái camera điện thoại của các bạn với máy tính mà không cần đến mạng wifi đó. Thì đây là đối với những trường hợp nhà bạn nào mà có máy tính nhưng lại không có wifi đó, thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái cáp kết nối này. Nó rất là đơn giản, giúp các bạn có thể kết nối điện thoại với cái máy tính của bạn được. Và lúc này các bạn sẽ có được cái webcam ở trên máy tính. Và nếu như các bạn muốn sử dụng cái webcam này để cho cái phần mềm nào đó nhất định ở trên máy tính của các bạn thì các bạn lưu ý nhé. Đây mình có thể lấy ví dụ cho các bạn thấy là mình đang sử dụng phần mềm Google Meet. Thì đối với cái Google Meet hay là cái Zoom hay là một số các phần mềm khác, khi các bạn thực hiện kết nối thì cái phần mềm nó sẽ hỏi các bạn là các bạn có muốn sử dụng cam không, thì các bạn sẽ kích vào những cái phần cài đặt nhé. Ở đây đối với Google Meet thì mình sẽ chọn vào phần tùy chọn khác, mình sẽ nhấn vào phần cài đặt. Trong phần cài đặt video và âm thanh đó thì các bạn kích xuống phần âm thanh đó. Thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy cái máy ảnh ở đây nó chính là cái DroidCam Sound 3 đó. Thì đối với những phần mềm khác cũng vậy, các bạn sẽ tương tự, các bạn sẽ tìm đến phần cài đặt video thì các bạn có thể chuyển được cái camera điện thoại của bạn lên máy tính để các bạn có thể thực hiện học hành hoặc là họp hành hay làm cái gì đó. Nếu như trường hợp các bạn đang sử dụng cái máy tính để bàn mà cái máy tính của bạn nó lại không có webcam thì đây là một cái giải pháp rất là hữu ích để giúp các bạn có thể kết nối cái camera điện thoại với màn hình máy tính nhé. Video của mình sẽ kết thúc ở đây. Nếu trong quá trình các bạn thực hiện kết nối cũng như là thao tác kết nối camera điện thoại với máy tính có vấn đề gì thì hãy để lại comment phía dưới phần bình luận nhé. Và nếu thấy video hay và hữu ích thì đừng quên nhấn một like. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.